I am Senior Airman Jordan Miller. Thank you so much again for coming out tonight. Tôi là Jordan Miller. Tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây cùng với chúng tôi ngày hôm nay. We've been playing a lot of different music from different places, but we also wanted to play something for you from Vietnam. Chúng tôi đã chơi nhạc của rất là nhiều nước khác nhau, nhưng mà chúng tôi cũng rất là muốn được chơi nhạc Việt Nam. We hope you enjoy our version of Trống. Vâng, và chúng tôi rất là hy vọng các bạn sẽ thích bản nhạc chúng tôi sắp chơi hôm nay. Và các bạn biết không, đấy là bài hát Trống Cơm. Mm-hmm.